ai chơi không anh? Không em. Anh sao em? Em nói là em kiếm ra cái món này mà vừa ngọt vừa ngon mà ăn vặt được. Món gì ạ? Bánh mì đen đen này, thấy chưa? Nó chỉ có 145 calo thôi trên 100 gram, mà cái gram đó là cái bánh nó chỉ có 55 gram thôi. Đầu tiên á là khi á mà em coi những cái bánh như thế này nè, em phải coi cho kỹ nè. À, em coi kỹ, nó ghi 55 gram nè. Đây, đầu tiên á là coi á, cái bánh này á, nó là bao nhiêu gram, rồi chúng ta ngồi tính nha. Ngày sản xuất, hạn sử dụng nè. Cái khối lượng tịnh của cái bánh này là 55 gram, đúng không? Đúng. Rồi, cái bánh này 55 gram, nhưng mà cái em coi đây nè, không giá trị dinh dưỡng nè, thấy không? Đấy, thông đó. Tin dinh dưỡng trong 100 gram, năng lượng từ chất béo. Ờ. 145 calorie, chứ nó không ghi là năng lượng của cả cái bánh là 145 calorie. À. Hai nó khác nhau nha. Một cái bánh này như thế này, nó có thành phần trong đó, nó bao gồm á là trứng, sữa, bột mì. Thấy không? Sản phẩm có chứa trứng, sữa, bột mì, mà trứng, sữa, bột mì á, nó có ba thành phần dinh dưỡng chính. Đó là carbohydrate, còn gọi là carb, protein, chất đạm, và fat là chất béo. 1 gram fat thì nó có 9 calorie, 1 gram đạm thì nó có 4 calorie, 1 gram tinh bột á, carbohydrate thì nó có là 4 calorie. Mà một cái bánh á, nó sẽ cấu thành từ cả ba cái thành phần dinh dưỡng như vậy. Nên trong này nó ghi là năng lượng từ chất béo, nghĩa là riêng cái chất béo của cái bánh này nó có 145 calorie. Mà trong này nó ghi là năng lượng ba, nè em coi, không có thằng này, năng lượng 389 calorie, chiếm 19,5% khẩu phần ăn hàng ngày. 100 gram sản phẩm này cung cấp là 100 gram sản phẩm này cung cấp 389 calorie, tương đương 19% năng lượng nhu cầu một ngày. Nhưng mà đó, cái bánh này chỉ có 55 gram thôi, thì chia đôi ra thì 55 gram thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 200 calorie. Đúng không? 500 gram, cái bánh này, một cái bánh này 200 calorie, em ăn 5 phút là em đã nạp vào 200 calorie rồi. Tức là 1 phần 10 nhu cầu calorie hàng ngày, gọi là calorie diet trên mỗi cá nhân á. Nhưng mà tuy nhiên á, là 2000 calorie một ngày là dành cho những người bình thường, bình quân mọi người nặng cỡ 55-60kg, người ta cần 2000 calorie một ngày. Nhưng mà nếu mà muốn giảm cân, giảm mỡ thì chỉ cần ăn cỡ 1200 thôi. Nên một ngày mà 5 cái bánh này là thấy dư rồi. Và thêm nữa, nó dư ở cái chỗ á, chỉ tiếp anh nè. Nhưng mà ăn vô đâu có no đâu. Để anh chỉ tiếp cho nè. Cái bánh này nó có 21%, cái bánh này là chất béo. Trong khi á, cái cholesterol là 10% nè. Cái carbohydrate là 20%, và chất đạm của cái bánh này á, nó chỉ có 7,48 gram. Cái này nó ghi hai cái khác nhau rồi nha. Tổng carbohydrate là 54,5 gram, nhưng mà cái nó lại thêm cái đường, nhưng mà trong đó là đường là tới 26,5 gram, nghĩa là về cơ bản cái bánh này là năng lượng hấp thụ nhanh. Đường nó chiếm 26,5 gram, ghi rất là rõ nè. Cái bánh nặng có 55 gram mà đường trong đó nó chiếm hết 26,5 gram, tức là nó chiếm trên cỡ 50%. Tức là khi bạn ăn những cái đồ ăn mà nó có lượng đường cao, hay là phần trăm mà cấu thành nên cái món đồ ăn đó nó từ đường hấp thu nhanh thì năng lượng đưa vào. Em đang mời em ăn vô bánh này no nha, không? Không no nhưng mà ngon. Nhưng mà cảm thấy nó tỉnh người đúng không? Lúc mà đang mời ta ăn bánh này vô rất tỉnh người, 200 calorie nạp vô rất nhanh mà rất thích thắc. Rồi, tuy nhiên nó phù hợp với những người lao động nặng, những người mà đang mệt mỏi, còn bù đắp năng lượng, hoặc là có thể ăn trước khi tập, nạp vô cái bánh này vô, nó sẽ tăng cái lượng calorie lên rất là nhanh. Nhưng với những người đang giảm cân, giảm mỡ mà ngồi kiểu như là ngồi văn phòng đi, mà đang còn giảm cân giảm mỡ 3 giờ chiều, thấy buồn miệng, chưa đói nha, chưa tính đói, buồn miệng, nạp vô năng lượng là rất là nhanh. Mà không có chuyện ăn xong cái bánh này là không, ăn xong bánh này quất thêm đi trà sữa nữa, hết 700 calorie. Ồ, dễ quá. Uống cà phê. Uống cà phê thì cỡ tầm 200 calorie thôi. Nói chung là nạp vô thì rất là nhiều và dễ tăng calorie, nhưng mà giảm đi thì nó rất là khó. Mà tiếp coi nữa nè, là cái phần trăm chất béo trong này nó cũng khá là cao, và nó ghi rất là rõ trong này là chất béo no và cholesterol 10%. Sao ăn có cái bánh mà khổ vậy trời? Tại chất béo no là những cái chất béo mà gọi là axit béo no, là những cái axit béo mà hấp thu vô cơ thể nhưng mà khó chuyển hóa thành năng lượng để nó cho cơ thể hoạt động, mà nó lại chuyển hóa thành năng lượng dự trữ. Thành thử ra những đồ ăn này để mà ăn vặt thì được, nhưng không nên ăn thường xuyên, bởi vì ăn những cái món này thường xuyên sẽ rất dễ mập và rất dễ
bị dư calorie. Ý anh là ăn vặt là phải ăn thường xuyên chứ gì nữa. Người ta đã nói ăn vặt là phải sao ăn vặt đó, sao em không lựa chọn những kiểu khác, ví dụ em ăn dưa hấu, em ăn táo, em ăn chuối. Nhưng mà tại cơ bản táo, dưa hấu, chuối nó sẽ không có thành phần chất béo và không những không có cholesterol nhiều giống như cái bánh này, đúng không? Đó, đó nhưng là mà cách. Nó không đủ ngọt đâu. Dưa hấu làm gì đâu không đủ ngọt. Nó vẫn nhạt hơn cái này anh thì hiểu không? Thì tất nhiên nó nhạt hơn cái này. Bây giờ muốn đẹp ha, muốn giảm cân là phải vô một chế độ chứ phải kiểm soát. Bởi vì chúng ta không kiểm soát nên chúng ta rất dễ ngồi chúng ta nhâm nhi mấy cái này rất là nhiều và thành thử ra là chúng ta bị dư calorie rất là nhưng dễ. Nhưng mà cái này là tại nhà sản xuất ghi không rõ ràng. Nó ghi rõ ràng là năng lượng từ chất béo trong cái hình thiệt. Tại vì nó ghi quá nhiều nên người ta giống như người mua hồi nãy em, trước khi em mua là em đã coi rồi. Thành em mua nguyên một bịch như vậy. Bây giờ làm sao đây? Giờ em lén ăn từ từ hết thôi chứ biết sao giờ. Đấy. Em định là tối nay em ăn cái đống này. Đó thấy chưa? Nếu một buổi tối cái này 200 calorie ha, một buổi tối ăn hết nhiêu đây bánh hả? Cái này là một... em định từ nay đến đêm thức đêm hết. Cái này là 319 calorie trên 100 gram. Cái bánh này nhiều gram. Bánh này 70 gram, cái bánh này cỡ 250 calorie nè. Bánh này nhiều tinh bột hơn nè, ít chất béo hơn nè. À, thì bánh nó bánh mặn mà. Đường của này có 14,6 gram mà, trong khi đường của này tới 26,5 gram luôn. Cái bánh nghĩa là cái bánh này là ăn vô mau mập hơn cái bánh này. À đó, bánh này ăn vô lâu mập hơn cái bánh này, nó phụ thuộc thành phần của nó nha. Rồi chứ không phải tại cái nó to hơn hả? Không, cái này to hơn nhưng mà ít calorie hơn. Tại vì chủ yếu nó là chất xơ nhiều. Cái thành phần của nó là tinh bột hấp thu chậm nhiều. Còn cái bánh này tinh bột hấp thu nhanh nè. Đây, sô-cô-la. Bánh này sô-cô-la hả? À, vị khác. Đây, đọc calorie luôn nè. Một cái bánh này là 400 calorie không? Hả, sao một, nhiều vậy? 100 gram cái bánh này là có 400 calorie. Mà cái bánh này nó nặng nhiêu nhỉ? 55 gram. 55 gram. Cái bánh này khoảng 250 calorie. Bánh này 250. Bánh này cỡ... À, bánh này cỡ 270. Bánh này là cỡ 203. Mà bánh này là cũng cỡ 200. Nhưng mà về cơ bản bởi vì thành phần đường và chất béo nó khác nhau trong cái bánh này là trời, năng lượng được chất béo tới 162 calorie luôn. Và thì nó là sô cô la mà. Thì đó, chất béo no, cholesterol và đường của này nó rất là cao. Nghĩa là nếu mà xếp hạng 1 2 3 ăn cái bánh có kèm đường ngọt và sô cô la này nó rất là ngọt. Vô là tăng độ béo và acid, tăng lượng đường trong máu và tăng chất béo tích tụ trong cơ thể. Cái này nhất nè, nhì nè. Còn này là ăn ít nhất, ít calorie nhất, mặc dù khối lượng của nó là to nhất. Nhưng mà hết bánh trà bông rồi thì phải ăn bánh ngọt thôi. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Bánh có rất nhiều loại. Khi phần lớn các nhà sản xuất đều ghi chú rất rõ thành phần dinh dưỡng của cái bánh đó. Ghi rất là nhiều và rất là rõ. Quan trọng là bạn ăn, bạn phải biết. Chịu khó bạn đọc chịu khó bạn phải suy nghĩ trước khi bạn mua. Nha, phải lựa chọn. Bạn muốn ăn gì đó là tùy bạn. Nhưng mà tôi ở khía cạnh chuyên gia, tôi hướng dẫn bạn tập luyện mà để giảm cân giảm mỡ thì tôi sẽ nói ra những vấn đề đó. Các bạn có nghe, các bạn có buồn, các bạn có không ăn được bánh thì tôi cũng chịu thôi. Rồi, ok. Cái tốt vấn đề. Vất vả quá. Vất vả. Bánh rồi mà tính là nín thú. Rồi, bye các bạn nha. Rồi, bye bye.